Rồi, xin chào anh chị. Đã làm hệ thống, đã phát triển hệ thống đội ngũ bán hàng thì bắt buộc các anh chị phải quan tâm đến cái việc là tạo động lực cho đội nhóm, tạo động lực cho hệ thống đại lý của mình. Bởi vì trong một hệ thống nó sẽ có cái tâm lý đám đông. Khi mà kinh doanh nó trùng xuống, mọi người cũng hoang mang, cũng trùng theo. Khi mà kinh doanh nó tốt, mọi người cũng lên đồng, cũng bị cuốn theo. Cho nên cái người lãnh đạo cấp cao nhất là CEO hoặc boss, đúng không ạ? Cái người mà có những cái hệ thống riêng của mình, 3 người, 5 người, bởi vì nó theo sơ đồ cây, đúng không? Ví dụ ở trên đầu là trên cùng là CEO, bên dưới là các cái đại lý cấp 1, sau đó các đại lý cấp 1 lại bắt đầu lại có các cái tuyến dưới của mình. Giả sử tôi có 10 đại lý cấp 1 nhưng mà hệ thống của tôi có 500 người, suy ra mỗi một đại lý cấp 1 của tôi, đúng không ạ, là sẽ có 50 người. Thế thì nó sẽ hình thành ngang như thế này và dọc như thế này, các bạn biết rồi đấy. Và chúng ta cần phải tạo động lực cho hệ thống của chúng ta, hệ thống lớn và hệ thống nhỏ. Chúng ta phải tạo động lực cho từng đội nhóm của chúng ta. Vậy thì tạo động lực bằng cách nào, đúng không? Có rất nhiều cách để tạo động lực. Thì đây tôi sẽ đưa cho các bạn một số những cái lời khuyên chúng ta thường xuyên phải duy trì và áp dụng, đúng không? Thứ nhất là chúng ta có thể tạo ra một cái group của cả công ty hay cả hệ thống. Chúng ta có một cái group đấy. Và group thì chúng ta cũng có thể tạo ra nhiều group, nhiều cấp bậc. Ví dụ như là đội leader, rồi đội F1, đội F2, F3 gì đó. Đấy. Thế sau đó thì trong từng cái group đấy là chúng ta bắt đầu là gì? Liên tục là đăng bài, đăng những bài viết để kích thích cái kỹ năng bán hàng, cái khả năng kiếm tiền, kích thích thôi thúc cái nỗ lực ở bên trong của mỗi con người. Ví dụ mình có thể chia sẻ một câu chuyện một cái thằng khác, một cái hệ thống khác, một cái người bán hàng khác họ thành công như nào, hay một anh Grab anh ấy làm sao anh đông khách, hay là một anh Uber làm sao anh đông khách. Thế là người ta sẽ đọc, người ta sẽ nhận ra được rất nhiều điều. Hoặc là những câu chuyện của bản thân của CEO, bản thân của đại lý A, đại lý B, đại lý C. Đấy. Tiếp tục đấy là chúng ta liên tục phải khen ngợi những người bán hàng thành công, phải có cống hiến, ghi nhận những cái cống hiến của họ là bán hàng xuất sắc nhất trong tháng, bán hàng xuất sắc nhất trong quý, đúng không ạ, vân vân. Thế rồi thì chúng ta cũng phải làm gì? Đưa ra các KPI mà phù hợp với mục tiêu của họ, cho họ đăng ký. Ví dụ như họ đợt này họ sẽ đăng ký là bán 10 sản phẩm một tháng, người này thì đăng ký 20 sản phẩm một tháng, người kia thì đăng ký 100 sản phẩm một tháng. Cho họ lựa chọn KPI, sau đó vẽ cho họ là con đường làm thế nào để đạt được cái KPI đấy. Muốn bán được 10 sản phẩm một tháng thì bình quân mỗi một ngày là chúng ta phải đăng bao nhiêu bài, đăng bao nhiêu post vào trong những group nào, vân vân. Chúng ta hướng dẫn cho họ chi tiết đó. Rồi nếu họ có những vấn đề về riêng tư, vấn đề về kinh doanh, vấn đề về tiền bạc thì mình phải biết và mình khắc phục cho họ, mình gỡ gạc cho họ, mình nói chuyện với họ và mình phải thấu hiểu họ giống như mình là lãnh đạo, đúng không? Mình rộng rãi, mình thoáng, mình đứng ra mình chia sẻ công tâm. Đấy, và mình nói rõ về cái tầm nhìn của mình cho họ thấy, nói rõ về cái sự minh bạch của mình cho họ thấy, để cho cả hệ thống phải tâm phục khẩu phục. Bởi vì đối với người Việt Nam mình ấy, thì ngoài cái chuyện có thu nhập thì người ta cũng phải mong muốn sự tôn trọng, sự công bằng và đặc biệt là các vấn đề về tình cảm. Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng phải thường xuyên là gì ạ? Tổ chức các cái chương trình đào tạo, chương trình nói chuyện, chương trình team building. Đấy rồi thì chúng ta thăm hỏi, tham quan. Ví dụ như là chúng ta có thể tổ chức tour của hệ thống này đi gặp tour của hệ thống kia, của đại lý A sang cho đại lý B. Rồi thì chúng ta cũng sẽ phải có những chương trình thưởng nắm bằng tiền mặt, bằng công khai vinh danh, đúng không? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe các ý kiến của người học, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của các cái cộng tác viên, các đại lý, xem là ồ bây giờ tôi đúng cái gì, tôi sai cái gì, làm sao để có thể góp ý cho tôi được, để tôi có thể thành công hơn, đúng không? Đấy, thế rồi thì chúng ta sẽ phải cho các cái đại lý tuyến dưới hoặc là các cộng tác viên tham gia vào quá trình bàn thảo ra quyết định, vì họ cảm thấy là họ được ở trong cái hệ thống đấy, họ cảm thấy là họ đang xây dựng cái hệ thống của riêng họ, đúng không? Họ cảm thấy được tôn trọng đấy. Chúng ta cũng cần phải khen ngợi họ có những sáng kiến, khen ngợi họ có những đóng góp, khen ngợi họ có những thành tích, khen bằng tiền, khen bằng lời nói, khen công khai, khen trong cuộc họp, khen trên group, đúng không, vân vân.
Chúng ta cũng cho họ thăng tiến, ví dụ họ đầu tiên là cộng tác viên, mình tăng lên thành đại lý tăng lên thành cấp 1. Đấy, rồi cho họ những cái quyền lợi về mặt vật chất, về mặt tinh thần, về mặt tình cảm thì điều đấy cũng rất là tốt. Hoặc là chúng ta cũng sẽ phải sử dụng những cái giải pháp như là cải thiện môi trường làm việc, chẳng hạn như chúng ta có một cái văn phòng đẹp, đang từ cái văn phòng nhỏ chúng ta chuyển sang văn phòng to, đấy là một cái sự cố gắng. Chúng ta quan tâm đến đời sống, quan tâm đến bữa ăn, quan tâm đến sản phẩm. Chúng ta thường xuyên trò chuyện với nhau về tình hình kinh doanh để họ có thể là thấu hiểu, để họ có thể đồng lòng đồng sức. Tất nhiên cái nhược điểm của nó là khi người ta biết quá nhiều thì một ngày đẹp trời người ta cũng ra đi, thì người ta cũng mang theo hệ thống của người ta đi. Ví dụ như là một cái đại lý A người ta có 50 người như vậy đúng không? Khi người ta đi người ta sẽ mang cả 50 người đi. Thế nhưng mà mình quản lý tốt, mình dùng tình cảm, dùng uy tín, dùng cái thương hiệu, dùng cái chất lượng sản phẩm, dùng cái sự tử tế của mình thì có thể 50 người đấy thì chỉ có 20 người người ta đi thôi, 30 người người ta cũng sẽ ở lại, hoặc là 20 người người ta ở lại, 10 người người ta lưỡng lự đúng không? Và đặc biệt là mình phải làm gì? Mình phải luôn luôn làm tìm cách để giúp họ bán được hàng, giúp họ tăng được thu nhập. Bởi vì không gì bằng kết quả, nếu mà bán được hàng, tăng được thu nhập thì họ sẽ tin mình, họ sẽ đi theo mình và họ sẽ thấy là mình đúng. Chứ còn nếu không thì họ cũng sẽ bỏ mình, kể cả mình có tốt đến bao nhiêu họ cũng sẽ bỏ mình. Khi mà những cái ý kiến, những cái quyền lợi về mặt vật chất, về mặt tinh thần không được đảm bảo đúng không? Đấy, hoặc là họ có những vấn đề về đời tư liên quan đến con cái, liên quan đến ốm đau, bệnh tật, mình giúp đỡ họ về mặt tiền bạc, mình giúp đỡ họ về mặt bác sĩ, về mặt tình cảm. Đấy, mình quan tâm đến họ như là một người em, một người bạn, một người rất là thân thiết trong gia đình của mình, thì họ sẽ có ơn với mình, họ sẽ không bao giờ là bỏ mình. Đấy là một vài những cái tôi nghĩ là rất là quan trọng đúng không? Và liên tục thể hiện cho họ thấy tầm nhìn, sự tích cực trong tư duy, rồi hành động, làm việc liên tục, làm việc liên tục. Đấy, cho họ gặp những người nổi tiếng hơn, cho họ gặp những người thành công hơn, cho họ gặp những người thất bại, tại sao họ thành công, tại sao họ thất bại, cho họ đọc những điều đấy, họ chiêm nghiệm, họ làm thấy được, thì lúc đó mình mới có thể thành công được đúng không? Rồi liên tục có những cái slogan để mà nói đúng không ạ, để mà nói hàng ngày. Rồi thì tạo ra những cái chương trình hoặc là những cái thử thách là ví dụ như là 20 ngày tập luyện sức khỏe, hay là mỗi ngày đi bộ 10.000 bước, hay là mỗi ngày phải đăng được bao nhiêu post, mỗi post đấy phải có bao nhiêu like, rồi tạo ra các cuộc thi trong nội bộ với nhau. Đấy, rồi thì chúng ta phải liên tục rút ra những bài học thành công và những bài học thất bại và sai lầm để không đi phải đúng không? Rồi thì chúng ta cũng phải có những cái chương trình khen thưởng, chương trình team building, chương trình tổng kết, rồi thì xóa đúng không? Để mà ăn mừng những cái thành tích mà mình đã có, dù là ví dụ như người mà một tháng nay không bán được đơn nào nhưng mà bán được một hai đơn là mình phải khen ngay, người ta cảm thấy rất là có động lực đúng không? Thế rồi thì mình cũng có cái đội nhóm hỗ trợ, thì tôi đã hướng dẫn mọi người tạo ra một cái đội nhóm nòng cốt để hỗ trợ rồi. Đội nhóm này liên tục là hỗ trợ cho người ta, thậm chí người ta không có đơn mình có thể đưa đơn về cho người ta một lần hai lần để người ta có cái nỗ lực. Thế nếu mà đưa đơn nhiều quá người ta ỷ lại thì làm nào, thì bắt buộc là lâu lâu thì chúng ta cũng phải thanh trừng, chúng ta cũng phải loại bỏ đúng không ạ? Bởi vì một hệ thống mà cứ có những người ăn bám ỷ lại như thế thì cũng sẽ rất là oải. Đấy, và đưa ra những việc nên làm và những việc không nên làm, và KPI cụ thể của những việc nên làm. Và liên tục là gì? Tạo động lực, liên tục là thúc ép, liên tục là hỗ trợ cho đại lý để người ta có thể hoàn thành được cái mục tiêu của mình bằng tất cả những cách thức, bằng tất cả những cái tài chính, mối quan hệ, công cụ, bằng những cái sự hỗ trợ của những người khác trong cùng hệ thống nữa. Đấy, và tổ chức các cái buổi offline, đi chơi, đi ăn, đi xem phim, gắn kết thêm, rồi trò chuyện với khách hàng. Thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà chúng ta tạo động lực rất là tốt. Bởi vì con người người ta hành động vì động cơ, hành động vì cái lợi ích của người ta. Mà lợi ích thì có lợi ích kinh tế, lợi ích tình cảm, lợi ích vật chất là chính là lợi ích kinh tế đúng không ạ? Lợi ích tinh thần, rồi thì cái sự thấu hiểu, cái tầm nhìn và mối quan tâm. Và cái tư cách đạo đức, đặc biệt là cái tư cách đạo đức của boss, của những người đứng đầu, hoặc là của các cái người tiếp theo, của những cái tuyến trên cùng đúng không, những người mà
lèm bèm, những người mà ích kỷ, những người mà nói hai lời vân vân, thì rất có thể hệ thống nó sẽ cãi vã, tan tan vỡ rồi đứt gánh giữa đường là bình thường. Nhưng mà phải đúng một nguyên tắc hợp đồng rõ ràng, nói gì làm đấy, đúng không ạ? Sai thì sửa và nhận lỗi, thừa nhận những cái sai lầm và sửa chữa nó, thì chúng ta sẽ thành công và đội nhóm của chúng ta, hệ thống của chúng ta sẽ tích cực, sẽ bán được hàng. Và kể cả trong công ty cũng như vậy thôi, chứ không phải nói là bán hàng theo hệ thống. Chúng ta thường xuyên chúng ta trò chuyện với nhau thông qua các cái kênh online, đúng không ạ? Chúng ta hội nhóm, live stream, trò chuyện chat rất là chuyên sâu. Chúng ta thể hiện cái khả năng làm việc bất kể thời gian, bất kể thời tiết, bất kể cảm xúc, không bao giờ suy nghĩ về những điều tiêu cực, luôn luôn nghĩ về những điều tích cực, luôn nghĩ về những điều tốt đẹp trong tương lai, luôn nghĩ tốt về người khác, không có năng lượng xấu, đúng không? Tất nhiên không phải là đa cấp, tất nhiên không phải là những bọn ảo lòi ra, tôi rất ghét những bọn đấy các bạn nhé. Nói nó phải đúng và nó phải có sự thật. Chúng ta đặt cái mục tiêu có thể cao hơn 30, 50% hoặc 100%, chứ chúng ta không thể đặt mục tiêu gấp 10, gấp 20 lần được. Điều đấy là rất khó và khiến cho người ta cảm thấy bị bất lực, đúng không? Có những người, người ta là vĩ nhân, người ta có thể tăng gấp 10 lần, gấp 20 lần được, thậm chí 100 lần, nhưng mà phần lớn mọi người là tăng gấp đôi, gấp ba đã là kinh khủng lắm rồi. Ok, rồi, các bạn đã hiểu cách tạo động lực rồi chưa ạ? Mình phải xây dựng cả những chương trình, kế hoạch ra hàng tuần, trong một tuần 7 ngày thì những ngày làm gì, trong một ngày 24 tiếng thì những tiếng làm gì, trong một tháng có 4 tuần thì tuần này làm gì, để làm sao liên tục tạo động lực, hỗ trợ cho chị em cùng phát triển. Và đặc biệt là chúng ta phải để ý từng những cái nhỏ nhất, từ cái bài post chỉnh cho người ta, từ cái việc bán hàng giúp cho người ta để có được cái miếng ăn, cái thu nhập, rồi thì bán được hàng người ta sẽ đi theo mình. Ok, xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc là cái yêu cầu tư vấn nào, hoặc là cần hỗ trợ về đào tạo, về truyền thông, về bán hàng, thì các anh chị cứ liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline, hoặc số điện thoại 0989 623 888. Số điện thoại này tôi đã dùng từ năm 2005 tới nay, có lẽ là cũng 14 năm rồi. Các bạn yên tâm là không bao giờ đổi, hoặc nếu có đổi thì cũng sẽ sử dụng một cái số SIM khác xịn hơn, nhưng vẫn duy trì số này, không bao giờ đổi, yên tâm nhá, cứ gọi cho tôi. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều, xin chào.